bằng các tế bào máu. Và cái thứ hai đó chính là thành phần huyết tương. Các tế bào máu là gồm có những cái thành phần hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu nè, hồng cầu nè, bạch cầu nè và tiểu cầu. Em muốn biết chức năng của máu làm gì đó, là nó sẽ bao gồm chức năng của hai cái này nè, tế bào máu và huyết tương. Huyết tương là những thành phần hòa tan trong nó hoặc di chuyển trong nó, ví dụ như kháng thể, những cái ion, những cái ure, những cái creatinin, những cái sắt, những cái thành phần di chuyển gọi gì nè, đường nè, muối nè, vân vân. Ngoại trừ ba cái này thì những cái còn lại di chuyển trong huyết tương, bổ thể. Vai trò mà mấy em học để mà mình phân tích á, về tế bào máu để mình coi à máu này có bệnh lý gì hay không, thì mình sẽ có hai nhóm để mà phân tích những cái thông số này. Thứ nhất đó chính là phân tích về các tế bào máu, thì nó có là huyết đồ, hay mình đi là phân tích huyết đồ. Hoặc là mấy đứa nghe đi khám ở ngoài á, nó kêu bằng công thức máu á, cũng là nó luôn á, phân tích về ba thông số hồng cầu, bạch cầu và tiểu cầu, công thức máu. Còn cái thứ hai, huyết tương này thì mấy đứa làm những cái xét nghiệm sinh hóa, tùy cái loại thành phần trong huyết tương nó là cái gì thì nó sẽ sử dụng những cái xét nghiệm sinh hóa chuyên biệt để mà phát hiện những cái thành phần bên trong đó. Bên này thì người ta sẽ làm sinh hóa máu. Bữa nay mình sẽ đi phân tích cái này nè, phân tích huyết đồ. Còn cái sinh hóa máu thì nó tùy loại cơ quan, tùy loại bệnh lý mà mình sẽ có những cái sinh hóa máu khác nhau. Ví dụ men tim, ví dụ men gan thì nó sẽ sử dụng những cái sinh hóa khác nhau. Ở đây mình sẽ đi về phân tích huyết đồ bữa nay. Coi các tế bào máu, hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu. Nếu em nói về một cái vật thể nha, tại vì những cái này đều là vật thể hữu hình hết. Nếu mà vật thể hữu hình á, thì khi mà nó có vai trò, em phải đánh giá về cả số lượng và chất lượng của nó. Thì đâu phải cái này hồng cầu trong cơ thể em vận chuyển oxy á, đâu phải là chỉ có một hồng cầu vận chuyển oxy là được rồi đâu. Nên giả sử số lượng hồng cầu mà giảm xuống thì đương nhiên cái sự vận chuyển oxy không đáp ứng đủ cái nhu cầu oxy cho cơ quan đích, thì cũng như không, cơ thể mình vẫn bị tổn thương. Nên ở đây khi mà em phân tích về những cái thành phần này, mình phải phân tích về số lượng và cả chất lượng luôn. Ví dụ, giả sử hồng cầu nó đủ số lượng nha, 4 đến 6 triệu tế bào hồng cầu trong cơ thể mấy đứa, nhưng chất lượng không có thì cũng như không. Hồng cầu bị biến dạng, hồng cầu thiếu hemoglobin, hồng cầu bị sắt 3 methemoglobin thì sao mà vận chuyển được oxy? Nên lúc này chức năng của nó cũng không thực hiện được luôn. Chính vì vậy á, khi mà mấy đứa xét về những cái tế bào này, phải xét về cả số lượng và chất lượng. Nhưng mà ở đây đối với cái phần phân tích huyết đồ này, mình chỉ xét hồng cầu nha, thì mình sẽ xét số lượng nè và chất lượng. Còn bạch cầu và tiểu cầu mình chỉ nói về số lượng thôi. Giảm lược lại cho mình. Ví dụ ở ngoài sau này mấy đứa thấy những cái mà phân tích huyết đồ nó giống như nè. Nè, nó trả cho kết quả mấy đứa là những cái bảng giống gì nè. Nó RBC, hemoglobin, HCT, MCV, những cái này là gì? Mấy đứa phải biết phân tích. VS, cái này là VS tốc độ máu lắng, thể hiện cho tình trạng liên quan đến viêm. Khi em đọc cái bảng tiểu cầu, em đọc đến cái số lượng tiểu cầu thôi, dưới này nó phân tích chất lượng tiểu cầu rồi. Mình ít nhất là mình đọc được cái hồng cầu, đọc được số lượng tiểu cầu, đọc được bạch cầu, những cái loại bạch cầu trong này, cái nào tăng ưu thế thì nó có nghĩa gì. Ví dụ, ở đây em sẽ thấy cái mono nè. Nó mono với hạn bình thường của nó là 0 đến 0,8, bây giờ nó 1 đến 1,5, thì nó nghĩa là gì? Ít nhiều nó sẽ gợi ý cho mấy em biết những cái vấn đề đó. Sau này, hầu như cái đó là phổ biến á, mấy đứa đi khám tổng quát á, xét nghiệm máu trả ra công thức máu. Nguyên tắc mình sẽ hiểu được cách đếm số lượng hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu và phân loại bạch cầu, nắm được ý nghĩa của 10 thông số huyết học. 10 thông số huyết học ở đây nó sẽ phân tích ra từ hồng cầu, bạch cầu và tiểu cầu, phân tích được một cái huyết đồ bình thường và một cái mình nhận diện được cái bình thường trước em, sau đó mình mới qua cái bất thường. Huyết đồ là gì? Mình sẽ đi phân tích huyết đồ. Huyết đồ là các thông tin về các tế bào máu ngoại biên, hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu, đánh giá sự thay đổi về số lượng và chất lượng để giúp chẩn đoán các bệnh lý về máu hoặc những bệnh lý về những cơ quan lân cận. Cung cấp những cái thông tin quan trọng về những thay đổi khác nhau trong cơ thể nè. Ví dụ như nhỏ có đang bị viêm không? Em có đang bị viêm mạn tính hay cấp tính? Em đang có tình trạng dị ứng không? Thì cái công thức máu nó sẽ gợi ý cho mình biết.
số lượng hồng cầu. Ở đây mình sẽ đi phân tích cái gì? Đối với cái hồng cầu á, thì mình sẽ có RBC số lượng hồng cầu nè, hemoglobin nè, HCT, MCV và MCH. 10 thông số này là có những cái thành phần sao? Đối với hồng cầu nữa nha. Đối với hồng cầu nha, thì mình sẽ có 7 thông số. Thông số đầu tiên RBC, cái này là tế bào máu đỏ. Chút xíu mình sẽ phân tích từng thông số này. Red blood cell á, HGB nó có thể ghi vậy, hoặc ở trong một số cái công thức máu á, nó có thể ghi là HB, đây là hemoglobin thôi. HCT nó là gì, chúng mình phân tích. MCV, MCH, MCHC, 2, 4, 6, RDW, 7, hồng cầu. Còn của bạch cầu á, bạch cầu em chỉ phân tích nó chỉ có là số lượng bạch cầu là WBC. Đây là nó nói về số lượng bạch cầu. Hồng cầu mình có 7 thông số. Bạch cầu khi mà em phân tích xong á, coi nó tăng hay nó giảm, tăng hay giảm. Sau đó em coi cái loại nào ưu thế. Như là mình có trong bạch cầu có gì? Neutrophil nè, có basophil nè, có eosinophil nè, có mono nè, có lympho nè. Rồi tiểu cầu mình chỉ phân tích về số lượng tiểu cầu thôi. Tiểu cầu mình chỉ phân tích về số lượng tiểu cầu thôi. Đúng, thực ra nó sẽ có y như hồng cầu đó. Số lượng, chất lượng. Ở đây tiểu cầu mình chỉ phân tích số lượng thôi. Bạch cầu cũng vậy, mình chỉ phân tích số lượng thôi. Rồi sau đó mình coi loại nào tăng ưu thế thì tăng ưu thế thì giảm ưu thế. Là mình có tổng cộng là ba cái này, nó mấy cái thông số này nó gộp chung nhau. Vậy là mình có tổng cộng là 8 10 thông số, 2 4 6 7 8, nguyên cái này gộp chung là 9 và cái tiểu cầu nữa là 10. Nguyên cái này nó nói là dạng khác nhau của bạch cầu. Tính ra nhỏ phân tích có 10 cái à. Nè, hồng cầu 7 cái đầu, 2 cái sau là bạch cầu, WBC số lượng và những cái dạng khác của bạch cầu. Rồi phân tích số lượng tiểu cầu. Hồi trước á, em thấy cái nguyên tắc đếm counter, nguyên tắc đếm này là nó sẽ cho một cái dòng điện đi qua hai điện cực đặt trong một cái dung môi. Cái dung dịch này là dung dịch muối nè. Nó giống một bơm dung dịch muối, ví dụ natri SO4, Na2SO4. Những cái dung dịch muối nó sẽ có những cái ion bên trong á. Ở trong này nó sẽ đặt hai điện cực, một bên là điện cực âm và một bên là điện cực dương. Cái dòng điện nó sẽ di chuyển, cái dòng lúc này cái dòng chảy của nó sẽ di chuyển từ nơi điện cực âm sang nơi điện cực dương à. Cái nguyên tắc Hunter nè em, hồi xưa nó đơn giản lắm, là nó lấy máu em ra phải không? Tại vì đâu có thiết bị máy móc hiện đại đâu. Họ lấy máu em ra, sau đó họ lọc đi cái thành phần huyết tương nó bỏ đi. Họ lấy những cái huyết cầu lại đó. Sau đó họ pha trong một cái loại dung dịch và họ bỏ vào trong cái hộp dung dịch muối này. Khi mà cái dòng điện, dòng chảy ở trong này nó di chuyển từ nơi điện cực âm sang nơi điện cực dương nè em, thì những cái tế bào máu nãy mình bỏ vô á, nó sẽ di chuyển theo cái dòng chảy đó. Ở dưới cái dòng chảy này mình sẽ đặt một cái bảng điện, một cái bảng ngăn cách, bảng này bảng cách điện. Mình chỉ để cho một cái khe hở đi qua thôi. Sau nó cứ hễ một cái tế bào đi ngang đây nha, là nó sẽ ngăn cái dòng điện lại. Trên này sẽ ghi nhận được một cái điện trở. Đây, cứ một tế bào đi qua nó sẽ cho mình một cái điện trở, hai tế bào đi qua cho hai cái điện trở, ba tế bào đi qua cho ba cái điện trở. Nên em đếm được bao nhiêu cái điện trở là bao nhiêu tế bào. Còn cái kích thước của cái điện trở này, nó cũng sẽ thể hiện cho cái kích thước của cái tế bào nó một phần. Hồi xưa là anh đếm gì á? Nguyên tắc đếm counter. Lấy một cái dung dịch muối này, đặt một bên là điện cực âm, một bên là điện cực dương. Tự cái dòng muối nó sẽ di chuyển từ nơi có điện cực âm sang nơi có điện cực dương, nó tạo ra dòng chảy đó. Sau đó em lấy máu em pha thôi. Ở giữa nó đặt một cái bảng ngăn cách dòng điện, nhưng mà nó có khe hở. Khi nào mà có tế bào đi ngang là nó ngắt cái dòng điện luôn. Em sẽ ghi nhận điện trở thôi. Cái điện trở nó cho biết là số lượng và biên độ các xung điện, cho biết số lượng và kích thước tế bào. Nhưng mà hỏi em,
trong tế bào một cơ thể mình có một số tế bào kích cỡ nó gần như nhau. Ví dụ như những cái bạch cầu eosinophil và basophil á, kích cỡ nó gần gần như nhau và nó cũng có thể là gần gần những cái hồng cầu. Nên lúc này em làm sao biết được à bạch cầu nó là basophil, bạch cầu nó là eosinophil? Làm sao mình biết được? Mình chỉ biết được là cái nó là phải là bạch cầu, cái nó phải là hả? Nó là tế bào, mình chỉ biết được à có một hai tế bào và tế bào đó là cái kích cỡ nó cỡ bao nhiêu thôi. Chứ mình không biết cụ thể nó là hồng cầu, nó là bạch, nó là eosinophil, basophil gì hết á. Còn bạch cầu đa nhân trung tính thì nó bự rồi khỏi nói. Nó cỡ 100 micromet. Làm sao em biết được? Bỏ vô đây nè. Em làm sao biết được đi qua nó là hồng cầu, bạch cầu hay tiểu cầu? Những cái đó thì dễ phân biệt hơn chút xíu. Tại vì đối với bạch cầu mà đa nhân trung tính em, kích thước nó bự, nó khoảng 100 micromet. Còn những cái hồng cầu này là khoảng từ 7 đến 8 micromet. Nên lúc này để mà em muốn đếm những cái bạch cầu á, thì em sẽ lựa cái bảng điện trở này nè. Kích cỡ phải lớn lên, kích cỡ phải ít nhất là trên 100 micromet. Lúc này nó mới cho những cái bạch cầu lớn đi qua được luôn. Nhưng mà vậy thì những cái hồng cầu và tiểu cầu nó cũng bị phá hủy luôn. Ủa anh, tầm bậy, nó cũng đi qua đây luôn. Hồng cầu, tiểu cầu nó cũng sẽ đi qua đây luôn. Nên lúc này nó trước khi bỏ vô cái dung dịch muối này nè, người ta sẽ lấy những cái huyết cầu đó, những cái tế bào máu đó, người ta đem đi pha trong dung dịch axit. Tại vì hồng cầu và tiểu cầu kém bền. Khi mà họ lấy máu em ra xong, phải không? Họ tách bỏ cái huyết tương đi. Những cái tế bào máu đó họ sẽ pha trong dung dịch axit. Lúc này tiểu cầu và hồng cầu bị phá hủy, tại nó không bền trong môi trường axit em. Nên những người nào mà bị suy thận, cơ thể mình mà có dấu hiệu toan á, nó sẽ làm cho những người nó dễ thiếu máu lắm. Thứ nhất là do thiếu ECRI, không cho cái thích sản sinh tế bào gốc ra được, tạo ra hồng cầu. Cái thứ hai là đời sống hồng cầu trong cơ thể người suy thận đó kém bền, mau vỡ lắm. Mà nó là một dòng lẫn quẩn. Lúc này pha trong lấy cái máu nó ra, những cái tế bào máu tách ra, đổ vô cái dung dịch axit, thì em sẽ thấy những cái hồng cầu tiểu cầu vỡ ra hết, còn lại những cái bạch cầu thôi. Bạch cầu đa nhân trung tính, bạch cầu ái to, bạch cầu ái kèm gì nó sẽ được giữ lại. Sau đó em đổ vô cái dung dịch muối này nè. Rồi cái bảng này bự kệ nó, chỉ còn bạch cầu thôi. Rồi bạch cầu đi qua. Khi này kích cỡ những cái bạch cầu đa nhân trung tính, lympho, mono, eosinophil, basophil thì ở dưới đây nó thể thể hiện cho điện trở. Cái biên độ này của nó sẽ khác nhau. Còn em muốn đếm hồng cầu nè, em muốn đếm tiểu cầu á, thì lúc này em lấy cái dung dịch hồi nãy ra, dung dịch mình lấy máu mình ra đó, xong rồi em bỏ cái huyết tương đi. Các tế bào máu này em làm cách gì để em bỏ cái bạch cầu qua bên? Là nhỏ cứ lấy nguyên cái tế bào máu đó pha trong dung dịch đẳng trương. Trong dung dịch đẳng trương xong em cứ bỏ hết tất cả tế bào máu vào trong dung dịch muối này. Còn cái là lúc này nhỏ lựa cái bảng này nè. Cái khe nó nhỏ lại, nó chỉ vừa cho hồng cầu đi qua thôi. Thì lúc này nó sẽ đếm được những cái số lượng của những cái tế bào hồng cầu. Nè, muốn đếm hồng cầu và tiểu cầu thì em lấy máu á, pha loãng trong dung dịch đẳng trương. Rồi sau nó lựa cái bảng. Cái bảng mà ngăn cách ở giữa nó sao cho khe có đường kính khoảng 7 đến 8 micromet. Chỉ cho những cái hồng cầu đi qua và tiểu cầu đi qua. Tiểu cầu kích cỡ nhỏ hơn thì cái biên độ nó hơn, mình sẽ thấy nó nhỏ hơn so với hồng cầu mình nhận diện được. Một tế bào đi qua, một cái điện trở. Hai cái tế bào đi qua, hai điện trở. Nhưng mà cái biên độ của điện trở này rất là nhỏ, thì nó là của tiểu cầu. Đếm bạch cầu thì nhỏ lấy máu pha trong dung dịch chứa axit, nó sẽ làm vỡ hồng cầu. Bạch cầu được cho đi qua khe có đường kính lớn 100 micromet. Nhỏ lựa cái bảng đường kính lớn và dung dịch máu mình sẽ pha trong axit. Bây giờ bạch cầu ái kèm hoặc là cái hồng cầu thôi. Hồng cầu bên trong nó có nhiều hemoglobin hay không? Giả sử số lượng hồng cầu y vậy luôn, nhưng mà cái chất lượng bên trong nó bị thiếu hemoglobin, hoặc hemoglobin nó sắt bây giờ nó trở thành sắt ba, nó không vận chuyển được oxy. Thì em làm sao biết được cái bản chất bên trong nó? Đối với phương pháp đếm counter nó, thì ở đây sau này nó hiện đại hơn, đó là nó sử dụng vào cái laser. Ứng dụng laser hiện tại vào trong cuộc sống của mình rất là nhiều luôn á. Em ứng dụng trong những cái thẩm mỹ nè, nó đốt những cái nám tàn nhang, rồi hoặc là trong phẫu thuật nữa, nó dùng những cái tia sáng đó để mà phẫu thuật đốt những cái mô, rồi còn gì nữa. Nó ứng dụng trong tivi công nghệ đó em. Cũng sau này những công nghệ 3D gì sau này cũng sử dụng những cái ánh sáng. Hiện tại laser nó sử dụng rất là nhiều. Lúc này nha, máy ở đây nó sẽ có một cái thiết bị. Em chỉ cần lấy mẫu máu mình đó, em bỏ vào trong một cái ống. Ở đây cái ống này nó có cái khe hở rất là nhỏ.
mỗi lần tế bào muốn đi qua đó là nó phải xếp hàng, tại vì khe hở này nhỏ vừa đủ cho mỗi tế bào đi qua thôi. Và laser nó sẽ chiếu vô, khi mà nó chiếu vô vậy nó phân biệt được hết em, bạch cầu, hồng cầu, tiểu cầu. Bạch cầu nó là hemoglobin, bạch cầu nó là cái eosinophil, basophil hay là một lympho. Hồng cầu, hồng cầu như thế nào, hemoglobin nó có đầy đủ hay không, nó bị thiếu hay là nó bị dư gì hay không, thì cái laser này nó sẽ phản ánh được luôn. Sao mà biết hay dữ vậy? Ví dụ nói mấy đứa, em làm sao nhìn thấy được cái nó là màu đỏ đậm hay là cái nó là màu đỏ nhạt? Hoặc là em làm sao thấy được cái bọc bọc ni lông nó là màu vàng trong, vàng trong đậm hay là bọc ni lông nó là vàng trong nhạt? Thì nó là dựa vào bước sóng ánh sáng á. Những cái này em thấy hemoglobin cùng là hồng cầu nha, nhưng mà hemoglobin khi mà nó giảm thì cái sự phản ánh cái bước sóng ánh sáng nó sẽ khác, với lại hemoglobin mà cái hồng cầu chứa nhiều hemoglobin hơn. Hoặc là cái basophil cấu tạo bên trong nó, cái bước sóng ánh sáng nó sẽ khác so với eosinophil. Ở đây nó sẽ dựa vào bước sóng ánh sáng, nó sẽ có những cái cột thu nhận những cái điện tín hiệu điện đó và tín hiệu ánh sáng đó, và nó sẽ truyền về cái máy tính. Máy tính em sẽ phân tích những cái dữ liệu đó. Nên chỉ cần cho một cái laser chiếu vô là nó sẽ phản ánh được những cái tế bào đó là tế bào gì, có chất lượng luôn hay không, dựa vào bước sóng ánh sáng. Cái thông số máu, mình sẽ có tổng cộng 10 thông số, trong đó 7 thông số đầu là của hồng cầu, 2 thông số sau là của bạch cầu, và cái cuối này là của tiểu cầu. Bây giờ mình phân tích từng thông số. AS là gì nhỏ? AS. Ngọc Trâm muốn AS là gì ta? À, ánh sáng hả? À, đúng rồi. Tưởng em quên, em tính đánh cái này lên chứ. Tưởng nhỏ coi Aphrodite tăng này kia. Bị ảm ảnh chứ. Nó chơi á. Ánh sáng. Những cái bước sóng. RBC, mình phân tích RBC nha. RBC là gì? Nó nói là số lượng hồng cầu. Cái số lượng hồng cầu á, hồng cầu chứa hemoglobin có vai trò chuyên chở oxy. Lượng oxy cung cấp thay đổi theo số lượng hồng cầu. Cái giới hạn bình thường này em có cần học không? Nhỏ vẫn cần nắm một số những cái giá trị sinh lý bình thường. Em nhớ bao quát ở giới hạn bao nhiêu, không cần nhớ chính xác cái số đó. Tại vì em nhìn nè, cái công thức máu mà khi mấy đứa đi xét nghiệm á, nó sẽ trả cho em đây cái bảng xét nghiệm công thức máu. Em sẽ thấy một bên nó sẽ là cho cái kết quả bình thường, giá trị bình thường đây, và một bên nó sẽ cho kết quả của em. Nên lúc này em không cần phải coi giá trị bình thường nó là bao nhiêu, tại vì mỗi máy em nó sẽ cài đặt khác nhau. Và khi mà kể cả chính cái máy đó luôn, nếu mà cái hóa chất nó khác á, thì cái thông số nó giới hạn nó sẽ hơi bị khác lại. Em thấy nó cho một cái kết quả bình thường nè. Mỗi cái thông số này là những cái tùy cái loại máy móc nhà sản xuất em, người ta cài đặt như thế nào, và cái quy trình hoạt động nó cài đặt những cái tia sóng, bước sóng của nó sẽ khác nhau. Thêm một cái nữa là hóa chất. Hóa chất mà nó khác nhau thì nó sẽ cài đặt thông số khác nhau. Chính vì vậy em không cần học cái giới hạn bình thường này lắm. Em chỉ cần nhớ cái giới hạn chung thôi. Ví dụ hồng cầu bình thường là nhiêu? 4 đến 6 triệu tế bào hồng cầu trên 1 microlit. Chứ M này là Megra là triệu tế bào á. Ở đây nó nói gì? RBC là số lượng hồng cầu. RBC giảm là thiếu máu. RBC tăng là đa hồng cầu mất nước. Nhớ, nhớ đừng có học thuộc lòng mà chai chai vậy nha. Là em sẽ quên liền chắc chắn luôn. Em chỉ cần biết cái số lượng hồng cầu này là gì. Em coi cái đơn vị của nó đi. Là từ đây em có thể phân tích được tại sao RBC giảm là có những cái nguyên nhân này. Tại sao RBC tăng là có những cái nguyên nhân này. Nhỏ phân tích từ mà cái em coi cái đơn vị. Em nghĩ đi, em muốn đếm số lượng hồng cầu trong cơ thể em á, đâu có phải là em rút hết máu em ra xong em đi đếm cái số lượng hồng cầu đâu. Mặc dù cái tên nó là số lượng hồng cầu,
Nhưng mà cơ thể mình là chỉ lấy được một phần máu thôi, và mình sẽ đếm cái khối lượng, cái số lượng tế bào trên một đơn vị thể tích máu đó, mình tính ra cái diện phân bổ của nó một vùng thôi. Thì nó giống giống như, nếu mà nói về thể tích thì nó giống giống như khối lượng vậy đó. Ủa quên, giống như nồng độ vậy. Ở đây em nhìn cái đơn vị của nó nè, sẽ là đơn vị số lượng tế bào trên một đơn vị thể tích máu. Đây, em thấy sẽ thấy là số lượng trên đơn vị thể tích máu. Khi em nhìn cái đơn vị thôi, đó là lý do tại sao cái mấy đứa nó, thứ nhất là em học về cái từ viết tắt á, nó là cái gì và định nghĩa nó là cái gì. Cái thứ hai, có đơn vị thì mình phải nhớ cái đơn vị của nó. Là em sẽ gợi ý được em, à tại sao lại RBC thì tăng, lại sao RBC giảm, đa hồng cầu lại gây RBC tăng, hay là mất nước lại gây RBC tăng. Thì em chỉ cần nhớ cái RBC nó là gì, cơ bản đó em phải ít nhất phải biết nó là gì. Lúc này nha, em sẽ thấy là nó bằng số lượng nè chia thể tích máu toàn phần. Nó đếm bao nhiêu hồng cầu trên một đơn vị thể tích máu. Bình thường trong cơ thể người mình là có từ 4 đến 6 triệu hồng cầu trên một microlit. Bây giờ em thấy RBC này giảm khi nào? RBC giảm là khi, một là số lượng hồng cầu giảm, hoặc cái thứ hai là thể tích tăng. Nè, RBC bằng 1 là số lượng hồng cầu thực tế, là tế bào hồng cầu trong cơ thể mấy đứa bị giảm. Ví dụ ly trà sữa trân châu ly 200 ml, bây giờ em la bỏ ít trân châu vô. Ủa đúng rồi, em bỏ ít trân châu vô, thay vì 200 ml phải không, trong nó có 10 hạt trân châu, em quậy đều lên, em lấy em một kêu em lấy 50 ml nó ra, thì nó có bao nhiêu trân châu nữa đó. Bây giờ cũng 200 ml mà trong nó chỉ còn có hai trân châu thôi, hai hạt trân châu, em quậy đều lên em lấy ra, thì đương nhiên cái số lượng trân châu trong 50 ml em lấy ra sao á, nó sẽ ít trân châu hơn, khó bắt được hơn. Cái này cũng vậy, là do cái số lượng của nó bị giảm thực sự. Thứ nhất là số lượng bị giảm thực sự nên RBC giảm. Cái thứ hai đó là, hoặc là trường hợp thứ hai đó là thể tích máu này bị tăng. Thể tích máu bị tăng nên RBC giảm. Ví dụ cái ly trà sữa trước nó nãy của mấy đứa, cho mấy đứa thấy hình ảnh, mấy đứa tưởng tượng nhức đầu á, cho mấy đứa thấy ly trà sữa mấy đứa uống buổi trưa luôn. Ví dụ nha, cũng là cái ly trà sữa, để kiếm cái ly nào điển hình đi. Giả sử cái ly trà sữa của mấy đứa nè, lúc này nó là 200 ml nước, trong này là có giả sử 30 hạt trân châu. Quậy đều cái ly này lên, kêu nhỏ lấy 50 ml nước này, thì em sẽ thấy cái khả năng hút được trân châu nó sẽ nhiều hơn. Sau nó nha, 200 ml nước này cũng cái ly này nè, họ đổ thêm sữa vô cho em, đổ thêm, em xin thêm hay gì đó, họ đổ thêm sữa thôi, không có trân châu này được nữa, trà sữa vô đây, thì hai thay vì 200 ml thì nó dội lên thành 300 ml, cái thể tích nó cao lên vậy nè. Lúc này kêu mấy đứa quậy đều cái này lên, trân châu không thay đổi nó cũng vậy thôi, nhưng mà em đổ thêm nước vô. Lúc này em quậy đều lên, em sẽ kêu mấy đứa lấy 50 ml này đi ra, thì em thấy số lượng trân châu sao ít hơn. Mặc dù có thật sự là giảm số lượng trân châu không, không, mà là do cái thể tích mình á, mình pha nhiều hơn nên nó làm ra lúc này nó bị loãng. Em hút đại, lấy đại quậy đều lên xong em lấy 50 ml ra, em sẽ thấy ít hơn, số lượng trân châu trong nó ít hơn so với 50 ml lúc mà không thêm nước. Nên cái sau này không phải là do cái số lượng hồng cầu nó bị giảm, mà là do thể tích nước nó bị dư thêm. Em có thể là gặp trong trường hợp nào, người suy thận mà đang truyền dịch, hoặc người bị suy thận, hoặc là người bị suy tim, nói chung là thể tích tuần hoàn nó bị ứ lên cơ thể. Rồi chưa, chút xíu mình sẽ quay lên những cái lý do nào gây giảm số lượng, tăng RBC khi nào. RBC tăng cũng vậy, một đó là số lượng tăng thật sự nên cho có đa hồng cầu nè, số lượng tăng thật sự. RBC tăng trong trường hợp thứ hai đó là giảm thể tích máu, giảm thể tích máu toàn phần, huyết tương, giảm những cái thành phần, ví dụ như trường hợp nào nôn ói tiêu chảy. Nôn ói tiêu chảy mấy đứa thấy nước mắt nhiều không, nước nó từ đâu có. Em ăn ổ bánh mì vô một hôm đi tiêu chảy gẹt gẹt luôn, thì cái nước em thấy rất là nhiều, bánh mì mình ăn vô cái ổ khô queo à, nước đâu có. Vậy là nước tiêu chảy em nó rút từ hệ tuần hoàn, nên lúc này những cái dịch nó chủ yếu là những cái dịch huyết thanh, huyết tương, nó những cái dịch huyết thanh, nó không có những cái huyết cầu trong đó, nên máu của mình sẽ bị cô đặc, nó bị cô đặc, nó mất nước đi. Nên lúc này kêu mấy đứa lấy máu người đó đang bị cô đặc á, xét nghiệm. Nói chung cái trường hợp mà RBC tăng này là trường hợp máu bị cô đặc,
đa hồng cầu thì máu cũng sẽ bị cô đặc lại, mắc nước cũng gây máu cô đặc lại. Thay vì trong đa hồng cầu á, là em bỏ nhiều chân châu vô thêm, còn mắc nước này là chân châu y vậy nhưng mà nhỏ gút bớt trà sữa ra, em uống bớt nước trà sữa ở trên, còn hơi cái ở dưới không à. Những cái trường hợp mà đa hồng cầu hoặc mắc nước thì RBC nó sẽ tăng. Nên không phải những cái trường hợp mà thấy RBC tăng vậy là người này số lượng hồng cầu nhiều hơn. Không có, nhiều khi người ta đang tình trạng mắc nước, nôn ói, tiêu chảy. Em lấy ra thử em sẽ thấy. Đa hồng cầu này có thể là sinh lý hoặc là bệnh lý. Sinh lý, ví dụ những bạn nào mà sống ở môi trường cao á, em thấy những bạn sống ở những cái vùng trung nguyên, cao nguyên không? À, thường cái da họ hay đỏ đỏ ẩn ẩn em, là lúc này số lượng hồng cầu nhiều hơn so với người sống ở cái mặt bằng ở phía dưới của mình hơn. Tại vì ở phía trên đó là nồng độ, cái phân áp oxy nó bị loãng, cái lượng oxy trong cơ thể nó ít hơn, nên lúc này đòi hỏi phải có nhiều hồng cầu hơn để vận chuyển. Còn trong bệnh lý, em thấy bệnh lý nào mà bị thiếu oxy thường xuyên trong khi chức năng thận bình thường thì em sẽ thấy nó dễ gây tình trạng đa hồng cầu lắm. Ví dụ những bệnh về hô hấp, những người nào mà cản trở cái quá trình hô hấp á, làm cho sự trao đổi oxy kém, lúc này oxy trong cơ thể ít nên nó sẽ kích hoạt thận, kích hoạt sản sinh ra ECRI, làm tế bào gốc biệt hóa thành những cái hồng cầu. Mắc nước, nôn ói, tiêu chảy nhỏ, bù nước vô. Rồi bây giờ mình quay lên cái vụ mà thiếu máu này nè. Mình thường gặp, mình lưu ý nhất trong trường hợp RBC nè là giảm trong trường hợp thiếu máu. Thiếu máu do gì? Thiếu sắt, B12, axit folic, tiêu huyết, suy tủy. Có phải những cái này không không? Em đi phân tích từ số lượng của hồng cầu. Muốn biết đó em đi từ hết cái chu trình của hồng cầu luôn. Em nghĩ một cái hồng cầu làm sao mà nó sản sinh ra được, từ lúc sản sinh cho đến khi nó mất luôn. Tại vì mình xét nghiệm RBC á, là mình lấy ở trong máu nè, mình chích vô cái ống lấy máu ở trong đây ra, rút ra mình đếm số lượng hồng cầu bên trong một thể tích máu. Thì nhỏ phải đi hết cái chu trình từ lúc sản sinh cho đến khi kết thúc, mình mới có thể không bỏ sót cái cơ chế nào mà gây tình trạng thiếu máu. Ví dụ nha, em thấy những người mà bị thiếu máu á, đến với em làm gì? Em cho bổ sung sắt, bổ sung B12, bổ sung axit folic cho ta uống quá trời luôn, rút cuộn tống hết. Nó có cải thiện á, nhưng mà sau nó bộc phát trở lại là em điều trị chưa dứt. Có thể là một là chưa đúng nguyên nhân, hoặc cái thứ hai là đúng nguyên nhân nhưng mà mình điều trị chưa tới. Chưa có hết cái thời gian tổn thương của nó đó, mình điều trị mà nó vẫn còn đang tổn thương cái mình ngưng rồi. Ở đây một, đó là tế bào gốc của em. Hồng cầu này nó được biệt hóa từ tế bào gốc, mà tế bào gốc này nằm ở tủy xương. Những bạn nào mà trước 22 tuổi thì những cái tủy xương của em là xương dài, xương ống dài và xương dẹt, nó sẽ chứa tế bào gốc biệt hóa thành hồng cầu, bạch cầu hoặc tiểu cầu. Ví dụ xương nào? Xương đùi nè, xương cánh tay, xương sườn nè, xương đùi, xương cánh tay, những xương ống dài. Còn xương xương sườn nè, là những xương chậu nè, là những xương dẹt, là trước 22 tuổi những cái xương đó chứa tế bào gốc biệt hóa thành hồng cầu. Nhưng mà sau 22 tuổi thì hầu như cái xương ống dài này nó không còn chứa những cái tế bào gốc nữa em. Toàn là tủy vàng không mà hết tủy đỏ rồi. Mỡ không à. Những cái nơi còn lại chứa tủy vàng, tủy đỏ đó chính là những cái xương dẹt như là xương sườn hoặc là xương chậu. Lúc này phụ thuộc vào tế bào gốc, ví dụ như mấy đứa bị suy tủy. Em thấy những người mà nếu mà trong trường hợp bẩm sinh hoặc là do bệnh lý gì đó, điều trị về ung thư nè, hóa trị, xạ trị, nó ảnh hưởng đến những cái tế bào gốc. Lúc này nó không sản sinh được những cái hồng cầu, tại vì không sản sinh bạch cầu, ức chế miễn dịch, hồng cầu cũng bị giảm luôn. Thì em nghĩ suy tủy thì sao mà sản sinh ra được hồng cầu. Lúc này em bổ sung sắt, người ta bị thiếu máu, mình thấy người ta da xanh, niêm nhợt, hoa mắt, chóng mặt, tim đập nhanh. Bắt đầu mình bổ sung sắt, bổ sung axit folic hoài luôn không hết, tại vì người ta đang bị suy tủy, em bổ sung mấy cái đó cũng như không. Nó đâu phải là thiếu sắt, thiếu gì đâu. Cái chứ bây giờ nói giả sử nha, nó có đủ tế bào gốc em, tủy nó không bị suy, tủy nó không bị suy thì cái gì nó sẽ cho phép tiếp tục tạo thành hồng cầu, đó chính là nguyên liệu. Nhỏ cứ tưởng tượng y gan chiếc xe máy em, cái mà hồng cầu này nè nó vận chuyển oxy, y gan chiếc xe trong xã hội em vận chuyển hàng đó, những chiếc Dream nữa, chiếc Dream, chiếc Vision, những chiếc X vân vân, nó giống vậy á. Bây giờ em nhìn thấy làm sao một cái chiếc xe máy này nó được hình thành. Thứ nhất là phải có nhà máy sản xuất tủy xương.
Nhà máy sản xuất nó mà không sản xuất được, chắc chắn nó sẽ không sản sinh ra được suy tủy. Cái thứ hai, giả sử có nhà máy sản xuất mà bây giờ bị thiếu nguyên liệu, do kinh tế nè, Covid nè, mấy nhà máy kia nó không cung cấp nguyên liệu cho mình, thì cái nhà máy tủy xương này nó đâu sản xuất được. Nó phải có nguyên liệu em, ít nhất ba cái thành phần chính để mà tham gia cấu tạo ở những tế bào, lucid, lipid và rotic, thì cái đó mình không có thiếu đi, mình ăn uống hầu như ngày nào cũng có. Cái quan trọng để mà tham gia cấu tạo hemoglobin sắt, sắt mình ăn đủ không? Tham gia cấu tạo hemoglobin nè, vitamin B12 và axit folic nó liên quan vào cái quá trình mà tách tách cái hồng cầu này ra. Em biết được cái vitamin B12 và axit folic này nó tham gia tạo ra nhân lên cái DNA á, những cái axit nucleotic á, nhân lên những cái DNA để mà tách hồng cầu ra. Tại vì lúc đầu của em khi mà còn trong tủy xương này nè, những cái hồng cầu này là hồng cầu còn nhân, sau đó nó phải thực hiện qua những cái quá trình nguyên phân để mà nó tạo ra những cái hồng cầu đưa ra ngoài, còn bên trong nó dự trữ lại một mớ. Em thấy mọi cái tế bào trong cơ thể mình khi mà bây giờ nó lớn lên á, nó nhờ cái quá trình gì, ví dụ lớp sừng, lớp da của mấy đứa, lớp da của mấy đứa lúc này lớp sừng nó bong tróc, rồi lớp sừng mới nó mọc lên, lớp da bong tróc lớp sừng mới lại tiếp tục mọc lên, thì nó những cái quá trình mà cái tế bào bên trong cơ thể em đó nó không phải là giảm phân nữa, không phải là giảm phân mà nó là quá trình nguyên phân, bắt buộc nó phải có sự tách tế bào ra em, nhân lên tách ra. Cái này cũng vậy, vitamin B12 và axit folic này nó phục vụ cho sự nhân lên của cái nhân tế bào hồng cầu lúc mà còn trong tủy xương là còn nhân nha, sau đó nó nhân lên rồi nó mới tách cái tế bào nó ra làm hai, rồi hồng cầu đưa vô cho em sử dụng. Nguyên liệu nhỏ có đủ không? Nhỏ ăn uống thiếu nguyên liệu, thì đối với những người mà bị thiếu nguyên liệu á, lúc này người ta bị thiếu máu, em bổ sung nguyên liệu nó mới giảm cái tình trạng thiếu máu hoặc hết thiếu máu. Còn nếu mà họ dặn thiếu máu do thiếu nguyên liệu mà em điều trị cái khác thì chắc chắn nó sẽ bị kéo dài hoài. Lúc này em bổ sung nguyên liệu nè, nó mới hiệu quả nè. Thiếu sắt, thiếu B12, thiếu axit folic. À, cô bị thiếu máu phải không? Con cho viên sắt, con cho axit folic, con cho vitamin B12. Thì nó sẽ, bệnh nhân sẽ phục hồi. Nhưng mà em coi cái cơ chế nào gây tình trạng thiếu nó. Ví dụ thiếu sắt mà người này là do nhiễm ký sinh trùng gây thiếu sắt, thì em bổ sung sắt rồi diệt ký sinh trùng đó. Thì về học về thiếu máu á, vừa qua phần bệnh học nó sẽ có nói về những cái cơ chế của liên quan thiếu sắt. B12 cũng vậy, những người ăn chay trường thường xuyên trên 3 năm liên tục thì em có thể bổ sung B12 đó. Trong giai đoạn thiếu nguyên liệu này em bổ sung nguyên liệu thì nó mới điều trị được cái tình trạng thiếu máu đó. Bây giờ giả sử nhà máy em đủ, nhớ ơi, em có đủ nguyên liệu cung cấp để cho tạo ra chiếc xe nó luôn. Nguyên liệu tạo ra chiếc xe, những cái tu vít để mà vặn này kia, chiếc xe nó lắp ráp chiếc xe, những cái máy cánh tay robot gì nó để gắn những cái máy, thì nó giống như là vitamin B12 hay axit folic á, nó không nằm trong chiếc xe nó, nhưng mà nó những cái dụng cụ để mà lắp ráp chiếc xe nó. Xong rồi nha, nhỏ đủ nguyên liệu rồi nha. Nhỏ có nhà máy sản xuất luôn, đủ nguyên liệu luôn, nhưng em muốn đưa được hồng cầu ra, em phải cần cái gì? Em thấy em muốn đưa một chiếc xe ra thị trường, nhỏ cần gì nhỏ? Đối với em muốn đưa một chiếc xe ra thị trường em cần gì? Giấy phép, giấy phép thông hành. Cái này cũng vậy, ở đây cái mà làm cho tế bào gốc á biệt hóa thành được hồng cầu á, đó chính là erythropoietin. Phải có sự xuất hiện erythropoietin thì lúc này tế bào gốc nó mới biệt hóa thành hồng cầu. Giấy phép cho nhà máy nó sản xuất. Giả sử nếu mà không có giấy phép cho nhà máy sản xuất này, không có agree, thì chắc chắn dù em cung cấp đủ nguyên liệu cỡ nào cũng vậy, không bao giờ nó sản xuất được hồng cầu này. Nếu mà có kèm theo tình trạng thiếu nguyên liệu, người này ăn uống vẫn bình thường nhưng mà người ta bị suy thận. Thì giả sử người ta bị suy thận nhưng mà họ ăn uống bình thường, họ ăn uống bình thường, họ bị suy thận, thì em không có agree, nó thiếu agree thì làm sao sản sinh ra được hồng cầu. Em điều trị, em bổ sung nguyên liệu hoài luôn, không thấy giảm cái tình trạng thiếu máu đó, hoặc là không thấy hết tình trạng thiếu máu đó, là do người ta bị thiếu agree nhớ à. Nhớ phải tiêm agree vô nó mới cải thiện tình trạng sản sinh hồng cầu. Nên những người mà suy thận á, cái cơ chế đây là do thiếu agree. Bổ sung nguyên liệu hoài nó chỉ là cải thiện một chút thôi, chứ không dứt hết được cái tình trạng thiếu máu. Bây giờ có đủ nguyên liệu, có nhà máy sản xuất, em có giấy phép thông hành luôn, nhưng mà em sản xuất ra chiếc xe ngoài đây nè. Cái chiếc xe này, cái cấu trúc mà người ta cho di chuyển ở trên giao thông, tham gia giao thông á, là phải là hình đĩa lõm hai mặt. Nếu cấu trúc này bất thường thì cái khả năng di chuyển của xe đương nhiên nó sẽ giảm xuống, khả năng vận chuyển hàng hóa nó sẽ giảm xuống. Những cái trường hợp mà làm cho cái khả năng vận chuyển nó giảm xuống không còn đúng nữa
cái cấu trúc của cái hầm cầu ở đây là hình địa lõm hai mặt, để khi mà nó đi qua những cái nơi hẹp với em, nó uốn éo dễ hơn. Ở đây cũng vậy, em thấy những cái chiếc xe bây giờ nó thiết kế nó ngày càng tối ưu hóa, nó vừa nhỏ gọn, nó vừa nhỏ gọn mà nó sẽ giúp mình đi vào những cái khe, những cái đường lách đồ trong hẻm nó dễ dàng hơn. Thì hầm cầu này cũng vậy, nó thiết kế là hình địa lõm hai mặt để tăng diện tích tiếp xúc với hemoglobin, tăng khả năng trao đổi oxy và đồng thời đi qua mạch máu nhỏ dễ uốn éo. Bây giờ em sản xuất ra mà những cái hemoglobin bất thường, cái hầm cầu bất thường, hầm cầu hình lưỡi liềm, hầm cầu hình bia, hầm cầu hình lưỡi liềm, hầm cầu hình nan hoa, hầm cầu hình bia, hầm cầu hình cầu, vân vân, thì khi mà nó đi qua lách hoặc là các mạch máu nhỏ khác nó sẽ bị bắt lại, nó không đi được, cấu trúc bất thường. Khi mà em thấy một cái hình dạng cấu trúc bất thường này của hầm cầu thì có những cái lý do nào gây cấu trúc bất thường này? Ví dụ em thấy một chiếc xe đang chạy bon bon ngoài đường á, mà em thấy nó nhìn sao chiếc xe nó sao thấy kỳ quá. Chiếc xe bình thường người ta là hai bánh mà sao thấy chiếc xe nó có một bánh à? Cấu trúc bất thường vậy, một là do thiếu nguyên liệu. Thiếu nguyên liệu em nhìn vô chắc chắn là nó sẽ bất thường. Tùy cái nguyên liệu nó bự hay nhỏ mà nó quan trọng hay không, mà nó làm cho cái hầm cầu nó mất chức năng hoặc biến dạng cấu trúc nó nhiều hay ít. Ví dụ cái cấu trúc đó, em thấy những cái chiếc xe đang chạy ở ngoài đường bây giờ nó bị thiếu cái bánh xe, mình nhìn vô mình thấy nó bất thường thôi. Hoặc là nó bị thiếu cái yên xe, nhìn vô là biết nó bất thường. Còn dạ, cái thứ hai mà làm cho hầm cầu bất thường này là em biết cái gì không? Tại sao chiếc Airblade nó lại khác với chiếc Vision hay là chiếc Dream? Đó là do liên quan đến cấu trúc, rồ tiên cấu trúc luôn á, cái sơ đồ của nó, di truyền, cái khung sườn bản vẽ của nó. Ví dụ nha, do trong di truyền á, nó quy định cái khung bản vẽ, những cái rồ tiên cấu trúc quy định đó là hình lưỡi liềm. Thì dù lúc này em đủ nguyên liệu cỡ nào cũng vậy, nó sẽ đúc khuôn hình lưỡi liềm. Còn giả sử cái cấu trúc bản vẽ của nó thiết kế là hình nan hoa, thì lúc này dù em đủ nguyên liệu cỡ nào cũng vậy, hoặc là đủ giấy phép này cũng vậy, tủy bình thường, thì nó cũng sẽ tạo thành nan hoa. Nên em khi mà em thấy phết máu ngoại biến á, mà em thấy những cái hồng cầu hình dạng bất thường vậy nè, thì nó sẽ có hai cơ chế chính. Một là có thể là do thiếu nguyên liệu, hoặc cái thứ hai là do bản vẽ cấu trúc nó bất thường do di truyền. Di truyền về những cái rồ tiên cấu trúc nó bị bất thường đi. Kế tiếp nữa, cái gì gây nhỏ thiếu máu? Tủy xương bình thường, nguyên liệu bình thường, egri bình thường, thận bình thường, hồng cầu, bây giờ hình đĩa lõm hai mặt luôn. Giờ chiếc xe nó vô rồi nha, nó đang vận chuyển oxy được rồi nè nhỏ. Nhỏ kêu, bây giờ mình nói đến vận chuyển oxy là phải vận chuyển oxy đến cơ quan đích mới có ý nghĩa. Còn em vận chuyển oxy mà không đến cơ quan đích cũng như không à. Ở đây là phải vận chuyển oxy đến cơ quan đích. Và cái hồng cầu này mình xét nghiệm là ở đâu? Mình lấy ở trong máu mình xét nghiệm. Chứ không phải là mình lấy ở trong, ở cơ quan. Mình lấy ở trong máu á, lúc này kêu mấy đứa, ê nhỏ, vận chuyển oxy, em ở bên tuốt ở quận 5 phải không? Kêu em vận chuyển hàng hóa đến hóc môn. Nhỏ vận chuyển sao á, mà trên hóc môn mày nè, đợi hoài luôn không thấy, giữa đường mình đón hàng hoài không thấy. Là thằng này vận chuyển nó đi đâu rồi ta? Đi đâu biết không? Một là lạc đường, hai là giống mấy bạn nói là cảnh sát, một là lạc đường, hai là tai nạn giao thông, hoặc ba là cảnh sát giao thông bắt. Có thể luôn, em cứ nói mấy cái tình huống nó ra trong thực tế đi, rồi em coi liên kết bên cơ thể nè. Đây, nó đang vận chuyển hàng hóa mà sao tai nạn giao thông. Những cái trường hợp mà gây vỡ hồng cầu gọi là tán huyết, ví dụ truyền nhầm nhóm máu, hoặc là những cái kháng thể miễn dịch bất thường, bệnh lý tự miễn tự gắn kết lên hồng cầu, phá vỡ hồng cầu đó. Hoặc là những cái tai nạn giao thông gì, truyền nhầm nhóm máu nè, rồi bệnh lý tự miễn nè, hoặc là độc chất do thuốc, do côn trùng gì đó, nó cắn vô, uống nhầm thuốc gì đó, nó gây phá vỡ hồng cầu, tán huyết. Thì nó cũng sẽ, mình lúc này mình lấy số lượng, mình lấy máu mình xét nghiệm ra, số lượng hồng cầu nó cũng sẽ bị giảm do tán huyết. Hoặc là cái trường hợp kế tiếp là giống như bạn nói là bị lạc đường. Tại vì mình lấy là mình lấy trong máu em à, mình lấy ở trong máu thì mình xét nghiệm. Mà bây giờ mình lấy trong máu mình không thấy, nó đi lạc ở đâu mất tiêu rồi. Xuất huyết. Ở nữ có gì? Chu kỳ kinh nguyệt, xuất huyết qua đường sinh dục. Hoặc là những người nam nhậu nhiều nè, xuất huyết tiêu hóa, loét dạ dày, hoặc là trĩ, máu ẩn trong phân, hoặc là tình trạng loét dạ dày ít á, máu ẩn trong phân. Em không có thấy đâu, những người nam nhậu nhiều nha, nhậu xong đến lúc một lúc nào đó em thấy thỉnh thoảng mình hay bị hoa mắt, chóng mặt, tim đập nhanh, da xanh niêm nhợt,
thì nhỏ cần lưu ý mình coi mình có bị loét dạ dày xuất huyết luôn hay chưa. Nếu mà trường hợp giả sử xuất huyết ở những người nam nhậu nhiều mà có xuất huyết đó, em lại thấy người ta bị thiếu máu, à bổ sung sắt, bổ sung nguyên liệu thì hỏi em có hết cái tình trạng thiếu máu nữa không. Đã cái ống nước nó bị rò rỉ rồi, em không bịt nó lại thì đương nhiên nó vẫn thiếu hoài à. Nên cái cơ chế lúc này là xuất huyết mà em bù nguyên liệu hoài thì nó vẫn tình trạng thiếu máu hoài. Mặc dù nó có cải thiện chút đỉnh, nhưng mà để nói hết luôn không có đâu. Thiếu ma nhỏ bị xuất huyết hoặc là bị tán huyết. Đó, tán huyết, xuất huyết rồi bây giờ nói giống bạn nói cảnh sát giao thông bắt lại nè. Là những trường hợp mà mạch nó bị tắc lại á. Mạch nó bị tắc lại thì lúc này máu sẽ không vận chuyển được đến cơ quan đích. Nhưng mà khi mà em lấy máu ở trong lòng mạch để mà em xét nghiệm RBC, xét nghiệm số lượng hồng cầu này nè, mà để cho số lượng nó giảm á, là hầu hết các mạch máu nó đều phải bị tắc hết á. Thì lúc này cái số lượng hồng cầu nó mới chỉ khu trú lại một vị trí nào thôi. Còn tắc một hai chỗ nó không ảnh hưởng đến cái khi mình lấy hồng cầu ở trong máu tĩnh mạch mình xét nghiệm đâu, nó không ảnh hưởng nhiều. Nếu mà chỉ tắc một hai chỗ, còn nếu mà lấy trong máu mà thấy số lượng hồng cầu giảm luôn là nó phải là tắc nhiều nơi. Rồi tới cái nơi chôn cuối cùng phá hủy lắc mồ chôn của hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu. Đây là hồi trước lúc mà còn bào thai á, lách này là nơi sản sinh cùng với gan, sản sinh hồng cầu cho đứa bé. Nhưng mà khi mà em sanh ra thời gian lách này nó quay ngược lại trở thành cái mồ chôn. Mồ chôn của hồng cầu, bạch cầu và tiểu cầu. Khi mà đời sống hồng cầu đủ 120 ngày, cái màng của nó không còn bền nữa em. Nó đi qua này nó sẽ bị bạch cầu của lách bắt lại và phá hủy. Bây giờ ví dụ lách nó bị cường lên, nó bị cường chức năng á. Đáng lấy ra những cái hồng cầu bình thường này nè, nó còn uốn éo được tốt á. Nó đi qua lách này nè, là nó không bị bắt giữ. Tại vì nó uốn éo tốt, nó đi qua khỏi cái mạch máu lách và vào lại vòng tuần hoàn. Nhưng mà bây giờ lách nó bị cường chức năng. Nó làm cho kể cả hồng cầu chưa có già yếu, cái màng này nó vẫn còn uốn éo được kệ đó. Nó vẫn bắt lại được, nó phá hủy, cường lách. Khi mà cường lách thì giảm cả hồng cầu, bạch cầu và tiểu cầu luôn. Còn nếu mà suy lách thì sao? Suy lách thì nó số lượng hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu trong máu tăng lên. Tại vì nhà máy phá hủy, nhà máy hủy gác nó bị hư rồi. Nên lúc này những cái gác thải này, hồng cầu hết chứ, giá trị sử dụng, bạch cầu hết, tiểu cầu hết cũng bị giữ lại trong máu. Nếu nhỏ nhỏ phân tích vậy, nhỏ sẽ thấy tại sao số lượng hồng cầu này lại giảm. Một là trong trường hợp khi mà nó giảm á, là mình gọi là thiếu máu. Do thiếu sắt, thiếu B12, acid folic, tiêu huyết hoặc suy tủy. Ngoài những cái này còn gì nữa? Tán huyết. Rồi còn gì nữa? Suy thận. Đó. Em khi mà em biết được phân tích, em sẽ ít có bị sót hơn. Mình có thể đi tìm, à cái bệnh nhân này tại sao có triệu chứng đó. Mình sẽ đi khai thác từ cái triệu chứng đó và mình coi cái chu trình đó có thể là do liêu. Đầu tiên mình phải hiểu cái cơ chế của triệu chứng đó là gì. Bản chất của triệu chứng đó là gì. Thì sau đó em mới đi tìm cơ quan chính gây ra triệu chứng đó, rồi sau đó các cơ quan lân cận, thì em sẽ không bỏ sót tình trạng bệnh lý của bệnh nhân và em điều trị nó sẽ đáp ứng tốt hơn. Nhỏ thiếu sắt, thiếu nguyên liệu nè, thiếu B12, acid folic nguyên liệu nè, tiêu huyết, tán huyết á, phá hủy, suy tủy, nhà máy sản xuất thiếu, xuất huyết, bị loét dạ dày, bị trĩ, bị nữ ở chu kỳ kinh nguyệt, hoặc là tình trạng suy thận, cường lách. Nên những cái mà làm cho RBC giảm nè, giảm số lượng thôi. Còn tăng trong trường hợp gì? Tiêu chảy, phỏng, ngoài ra còn gì nữa? Suy lách, nó cũng làm RBC này tăng. Nghe nha. Nồng độ hemoglobin. Nồng độ hemoglobin bình thường của nó là khoảng từ 14 cho đến 18 gram trên decilit. Nữ 12 đến 16 gram trên decilit. Nói chung là nó khoảng là từ 12 trở lên. Nếu mà nó giảm hemoglobin, giảm gọi là thiếu máu. Nó giống RBC quá ha. RBC này giảm cũng là thiếu máu. Hemoglobin giảm cũng là thiếu máu luôn. Cái hemoglobin này nè em, là nó giống giống như là RBC này vậy nè. Em phân tích cho nó là em thấy những cái cơ chế mà gây tăng hemoglobin hoặc gây giảm hemoglobin nó giống như là của RBC. Em coi cái đơn vị. Hemoglobin này nó chính là đơn vị. Này em thấy cái định nghĩa không? Nồng độ hemoglobin trong một thể tích máu. Ở đây nó nói về cái số lượng hemoglobin. Số lượng hemoglobin trên thể tích máu. Mà cái hemoglobin này nó cũng nằm một phần ở trong hồng cầu. Nên em có thể gián tiếp qua số lượng hồng cầu. Số lượng hồng cầu. Vậy là nó sẽ hơi giống lại cái liên quan đến cái hồi nãy cái trên này nè.
RBC là số lượng trên thể tích, số lượng hồng cầu. Vậy những cái lý do mà gây thay đổi RBC này là nó cũng sẽ gây thay đổi hemoglobin giống vậy. Ngoài ra nó có thêm những lý do riêng của sự thay đổi hemoglobin. Ví dụ trên này chỉ là không liên quan đến số lượng hồng cầu, nhưng mà nó liên quan đến cái lượng hemoglobin. Ví dụ như cái bọc fibrin nó có vấn đề. Thay vì bình thường cái bọc fibrin á, cái globin của nó là hai chuỗi alpha, hai chuỗi beta. Bây giờ bị thiếu một chuỗi alpha hoặc thiếu một chuỗi beta thì hemoglobin này sẽ có vấn đề. Nên nó sẽ có những cái lý do riêng của tình trạng giảm hemoglobin riêng. Ngoài lý do của RBC, nó còn lý do của hemoglobin riêng. Giảm gọi là thiếu máu, tăng trong trường hợp đa hồng cầu mắc nước, hemoglobin cũng sẽ tăng. HCT này là gì? HCT, hematocrit, dung tích hồng cầu. Thể tích chiếm bởi thể tích hồng cầu trong một thể tích máu. Nhớ cái từ này nè. Thể tích chiếm bởi thể tích hồng cầu trong một thể tích máu. Do hai cái này đơn vị là thể tích, nên cuối cùng đơn vị nó là phần trăm. Đơn vị của HCT là phần trăm. Khi mà em phân tích đó, cái HCT này nó nói giảm nè, là trong trường hợp thiếu máu, tăng trong trường hợp đa hồng cầu hoặc mất nước. Bỏ này đi. Em chỉ nói nó lúc mà giảm là thiếu máu, tăng đa hồng cầu mất nước. Em phân tích ra HCT này là gì? Nó sẽ bằng, khi mà em phân tích lại, HCT sẽ bằng thể tích của hồng cầu chia thể tích máu toàn phần. Mà thể tích hồng cầu thì bằng thể tích của một hồng cầu nhân cho số lượng hồng cầu thì nó mới ra tổng thể tích của hồng cầu. Giống như trên này nè, số lượng hồng cầu nè nhân cho MCV này là cái hồng cầu 10 ml. Thể tích của nó là 10 ml đi, thì số lượng của nó là bao nhiêu? Số lượng của nó là 100 tế bào hồng cầu, thì tổng cái thể tích hồng cầu lúc này là nhiêu? Thì em lấy 10 em nhân 100, em sẽ ra được tổng thể tích hồng cầu chia cho tổng thể tích máu. Giảm trong trường hợp nào? Em thấy cái HCT này giảm khi nào? HCT này nó sẽ giảm khi một là thể tích hồng cầu này bị giảm, hay là số lượng hồng cầu giảm luôn cũng được. Đây, tại vì trên này nó có là số lượng hồng cầu giảm hoặc kích thước hồng cầu bị giảm, thì cái HCT này sẽ bị giảm. Trường hợp thứ hai của HCT giảm là thể tích máu nó bị tăng. Thì cái số lượng hồng cầu với thể tích máu này, cái trên này nè, số lượng hồng cầu với cái thể tích máu này nó giống như RBC nãy. Nên những cái lý do của RBC nãy nó sẽ giống như cái lý do mà gây giảm cái HCT này. Thiếu acid folic, thiếu vitamin B12, thiếu sắt, suy tủy, suy thận, vân vân. Hoặc là di truyền kích thước hồng cầu nhỏ thì nó cũng gây HCT giảm. HCT tăng khi nào? Cái HCT tăng này, một là thể tích hồng cầu tăng, hồng cầu to, số lượng hồng cầu nhiều hơn. Hoặc cái thứ hai đó là thể tích máu toàn phần giảm trong trường hợp mất nước, nôn ói, tiêu chảy. Nên cái HCT này nè em, thường người ta sử dụng á, là để theo dõi cái sự cô đặc hay là pha loãng máu. Nếu mà HCT giảm nha, có nghĩa là thể tích máu nhiều rồi. Em truyền dịch, lúc mà nhỏ đang truyền dịch á, người ta xét nghiệm HCT của em ta coi, à cái HCT này nó bị giảm nha, có nghĩa là máu em pha loãng. Thì em nghĩ ơi, máu em pha loãng thì cái sự vận chuyển, cái số lượng hồng cầu trong đó đó, nó trở nên nồng độ lúc này nó giảm xuống, làm cho sự vận chuyển oxy đến các cơ quan nó sẽ không hiệu quả. Do lúc này nồng độ nó bị pha loãng, cái số lượng oxy, cái số lượng hồng cầu nó bị loãng ra, nên cái sự tiếp xúc của nó đến các tế bào á, nó sẽ khó hơn. Cái thứ hai, giả sử nếu mà nhỏ trong trường hợp mà làm bị tăng tính thấm thành mạch á, người ta theo dõi HCT này để coi cái tình trạng cô đặc của nó, bị mắc nước, nôn ói, tiêu chảy, nó sẽ bị giảm thể tích tuần hoàn. Em coi có bị mắc nước hay không để mà mình truyền dịch. Một trong những cái mà theo dõi trong bệnh lý sốt xuất huyết của em, hoặc là bất cứ bệnh lý nào mà miễn dịch làm của biểu hiện của toàn thân làm tăng tính thấm thành mạch. Tăng tính thấm thành mạch trong quá trình viêm á, ảnh hưởng toàn thân, nó sẽ làm nước thoát từ lòng mạch vào trong mô kẽ, nên nó sẽ làm cho máu bị cô đặc. Mà em nghĩ ơi, máu cô đặc chắc chắn sẽ không vận chuyển oxy được đến các cơ quan, nó sẽ khó di chuyển, nó bị tăng cái tốc sự ma sát. Nên lúc này nếu mà HCT của em á, giả sử người nó đang bị sốt xuất huyết nha, đứa trẻ nó đang bị sốt xuất huyết, người ta theo dõi chỉ số HCT, HCT mà tăng có nghĩa là máu cô đặc, họ phải truyền dịch vô, một là uống, hai là truyền. Còn nếu mà truyền dịch vô, HCT vẫn tăng, có nghĩa là vẫn có tình trạng máu vẫn bị cô đặc tăng, thì lúc này họ truyền cao phân tử để giữ nước lại trong lòng mạch. Nên em phải hiểu cái bản chất của nó, em mới biết được giá trị ứng dụng của nó.
Và mình cần khi nó thay đổi có nghĩa là nó đang bị cái vấn đề gì trên cơ thể người này. Kết hợp với triệu chứng lâm sàng, em không thể nhìn một cái công thức máu này mà em nói được là người ta bị cái gì. Em phải kết hợp với triệu chứng lâm sàng. Ví dụ HCT người ta tăng, mà cái cô này là cổ đang có tình trạng hồi nãy mới bị nôn ói, là mình nghĩ đến HCT tăng này do mất nước. Còn những người trong trường hợp mà suy thận, ủa trong trường những người người mà trong trường hợp suy hô hấp nó sẽ tăng sản sinh hồng cầu, họ không nôn ói, không tiêu chảy, uống nước vẫn bình thường, thì lúc này HCT họ tăng, em xét nghiệm máu á, là nó sẽ liên quan đến tình trạng đa hồng cầu nhiều hơn. Em phải kết hợp với triệu chứng lâm sàng nữa, nó mới gợi ý cho mình những cái tình trạng bệnh lý gì chẩn đoán. Vậy là mình sẽ HCT giảm, nó cũng gọi là thiếu máu. Em thấy ba cái giảm đều là thiếu máu không? RBC giảm thiếu máu, hemoglobin giảm thiếu máu, HCT giảm thiếu máu. Nhưng mà trong ba cái này, cái nào là quan trọng nhất để mà mình nói thiếu máu? Đây, nhỏ nhìn vô một cái công thức máu, nhỏ coi cái nào là quan trọng nhất để mà nhỏ nói thiếu máu. Ví dụ em nhìn vô cái công thức máu thực tế vậy nè. Tại lấy cái này để mở cho nó bự ra cho nó như xíu. Em nhìn vô nè, nó có nè, RBC nè, 4.24. Ở này không thiếu máu rồi, nhưng mà chưa nhỏ nhìn RBC nha. Hemoglobin nè, 13.2 nè. Rồi cái nữa là HCT nè, ba cái này đi chung luôn nè. HCT 37.7 nè. Ba cái này đều nằm trong giới hạn bình thường hết. Nhưng em thấy ba cái thông số này mình dựa vào cái nào để mình nói thiếu máu? Giả sử nhiều khi RBC giảm, em hemoglobin bình thường, HCT bình thường thì mình có gọi là thiếu máu hay không? Hoặc hemoglobin giảm, RBC bình thường, HCT bình thường thì mình có gọi là thiếu máu hay không? Nhỏ dựa vào cái nào để nhỏ nói là thiếu máu? Cái nào quan trọng nhất? Cái này ghi luôn rồi, tính hỏi mấy đứa này ghi luôn rồi. Hemoglobin á, là nó sẽ liên quan đến cái tình trạng mà đánh giá thiếu máu nhiều nhất. Nếu trong trường hợp em không có rối loạn về thể tích tuần hoàn cấp đó, thì nhỏ theo dõi dựa vào hemoglobin là chính. Còn nếu mà em đang có nôn ói, đang có tiêu chảy, hoặc là nhỏ đang có tình trạng mất nước, truyền dịch gì đó mà nó thay đổi thể tích tuần hoàn, thì em dựa vào 2 trên 3 thông số thì nó sẽ gợi ý tình trạng thiếu máu tốt hơn. Còn nếu mà một người đi khám tổng quát bình thường, họ không có những cái, hoặc là họ có bệnh gì em cần biết nhưng không có những cái dấu hiệu mà thay đổi huyết động nhanh á, thì em chỉ cần dựa vào hemoglobin thôi. WHO nó chỉ dựa vào hemoglobin. Nó nói nha, nếu mà ở người nam từ 18 cho đến 60 tuổi trong đội nó, cái lượng hemoglobin mà dưới 13 gram trên deciliter ở nam là bị thiếu máu ở nhỏ. Còn nếu mà nữ nữ mà dưới 12 gram trên deciliter là bị thiếu máu. Còn nếu mà người già trên 60 tuổi hoặc là phụ nữ mang thai. Dưới 11 gram trên deciliter là bị thiếu máu. Nếu mà cái lượng hemoglobin của em á, mà dưới 8 gram trên deciliter là nhỏ phải truyền máu. Cái đó là thiếu máu nặng này. Cái lượng hemoglobin nó không đủ vận chuyển oxy. Nên khi mà một người đang bình thường như vậy, em xét nghiệm chỉ cần dựa vào hemoglobin là cái quan trọng nhất. Tại vì cái này mới là vận chuyển oxy. Còn trong trường hợp mà nếu mà có rối loạn huyết động cấp tính thì nhỏ sẽ dựa vào 2 trên 3 thông số này. Nếu mà 2 trên 3 nó giảm là tình trạng thiếu máu. MCV là gì? MCV là thể tích trung bình của hồng cầu. Ví dụ mấy đứa cứ tưởng tượng cái bong bóng là cái giống như hồng cầu á, bong bóng to, bong bóng nhỏ là nó MCV. Cái chữ M này là chữ mean nè, có nghĩa là trung bình nè, chữ V này là chữ volume nè, trung bình. Em thấy em đi uống trà sữa không? Cô ơi, cô cho tôi một ly trà sữa size S, size L, size M. Thì những cái đó là cái size kích cỡ nữa nè. M này là trung bình nè, S là nhỏ, L là lớn á.
thể tích trung bình của một hồng cầu. Phenolic. Thể tích trung bình của hồng cầu. Đây là nó nói về cái hình dạng hồng cầu. Hình dạng hồng cầu nếu mà nhỏ anh em, là một là do gì? Thiếu nguyên liệu. Hồi nãy mình nói phết máu ngoại biên á, mà hồng cầu bị bất thường á. Một là thiếu nguyên liệu, hai là cấu trúc bất thường. Hồng cầu to cũng vậy, có thể là thiếu nguyên liệu hoặc cấu trúc nó bị bất thường. Thiếu nguyên liệu trong hồng cầu nhỏ, ví dụ như thiếu sắt, thiếu axit amin để tham gia cấu tạo porphyrin hoặc cấu tạo globin, thiếu chuỗi alpha, thiếu chuỗi beta gì đó trong bệnh thalassemia nè. Alpha thalassemia là thiếu chuỗi alpha của globin, beta là thiếu chuỗi beta. Di truyền, cấu trúc di truyền bất thường, thiếu sắt hoặc là thiếu những cái axit amin để mà cấu tạo, nó cũng sẽ gây hồng cầu nhỏ. Hồng cầu to, hồng cầu to thiếu B12 hoặc axit folic. Tại vì mình nói đến cái B12 và axit folic này, nó liên quan đến cái sự phát triển của nhân tế bào. Ví dụ cái nào không biết dễ sao, nó dễ tốn thời gian. Ví dụ em thấy cái hồng cầu khi mà nó lớn em, lúc này là nó còn nhân nha, nó trong tủy. Cái hồng cầu trong tủy lúc này nó còn nhân, nó còn cái nhân bên trong này nè, nó chưa có bị mắc nhân. Sau khi nó bắt đầu nó trưởng thành, nó tạo những cái hồng cầu lưới, lúc đó là nó mới mắc nhân. Trước khi tạo thành những cái hồng cầu lưới, nó sẽ bị mắc nhân. Lúc này nó có những cái nhân. Khi mà bắt đầu hồng cầu của em, trước khi nó tạo thành hồng cầu trưởng thành đi vào trong cơ thể mình sử dụng á, thì những cái hồng cầu còn nhân này nó phải nguyên phân để nó có thêm cái nguồn gốc đủ, nó thêm cái nguyên liệu để lần, nó có thêm cái số lượng để lần sau sử dụng. Còn bây giờ nó đưa ra hết thì chắc chắn sau này không còn hồng cầu đâu mà sử dụng. Mỗi cái tủy xương của mình nó chỉ chứa ở một số lượng bao nhiêu thôi.